Một tuần nữa lại trôi qua, Quang Quý rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong chương trình kỳ này sẽ có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ 157 thiếu nhi tiêu biểu. Bạn trẻ thành phố ra quân tháng thanh niên 2016. Hội trại tổng quân nơi truyền lửa nhiệt huyết cho tân binh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 2, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ thiếu nhi năm 2016 để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của thiếu nhi thành phố. Đây là hoạt động truyền thống của lãnh đạo thành phố dành riêng cho thiếu nhi nhân dịp đầu năm mới. Năm nay, lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ 157 thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và công tác đội tại các trường. Các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang sinh sống và học tập tại các mái ấm nhà mở, học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi và thiếu nhi là con của bộ đội đang công tác vùng biên giới biển đảo. Tại chương trình, các thiếu nhi đã trực tiếp trao đổi với các đồng chí lãnh đạo thành phố về những tâm tư, nguyện vọng và suy nghĩ của mình. Đó là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của các em như vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề an toàn giao thông hay cụ thể là câu chuyện đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, các em còn đề nghị người lớn phải làm gương cho trẻ em trong hành vi thái độ. Lãnh đạo địa phương và người lớn hãy nói đi đôi với làm cũng được các em nhắc đến với nỗi băn khoăn đầy trách nhiệm. Trước vấn đề các em thiếu nhi đặt ra, đại diện các sở ban ngành thành phố đã giải đáp một phần thắc mắc của các em và bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa ý kiến đóng góp của chính các bạn. Từ đó hiểu và điều chỉnh thêm cách thức quản lý mang lại hiệu quả thiết thực, chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ của thành phố. Về phía Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn chia sẻ, Thành đoàn đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực dành riêng cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Nhiều chương trình hoạt động đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Đây không chỉ là những sân chơi mà còn là nơi để các bạn thiếu nhi học tập, tiếp thu thêm những kiến thức mới cho mình. Ban thường vụ Thành đoàn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bạn nhỏ, từ đó đề ra những giải pháp phong trào mới để giúp các bạn thiếu nhi ngày càng có thêm nhiều sân chơi bổ ích và thiết thực hơn. Phát biểu kết luận tại chương trình, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành phải lưu ý những việc có thể làm ngay và xây dựng lộ trình cụ thể cho các vấn đề khó chưa giải quyết ngay được. Đồng thời gửi gắm sự tin tưởng kỳ vọng vào những mầm non tương lai, góp phần quan trọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2016, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 đoàn đến thăm chúc mừng y bác sĩ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn đã chúc mừng lãnh đạo các y bác sĩ của các bệnh viện, cơ sở y tế, đánh giá cao những nỗ lực của đoàn viên thanh niên các cơ sở y tế trong tham gia các hoạt động chung. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng trao đổi với đoàn thanh niên một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn tại cơ sở, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên ngành y trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội, góp phần chung tay xây dựng nền y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Hãng phim trẻ trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình điện ảnh học đường chiếu phim lưu động phục vụ miễn phí cho 25.000 học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Phim được chiếu là những tác phẩm điện ảnh có giá trị tuyên truyền giáo dục cao về tình yêu quê hương, đất nước, giàu tính nhân văn như Những Người Viết Huyền Thoại, Thầu Chiến ở Sim, Đường Thư, Đừng Đốt. Đặc biệt chương trình sẽ chiếu phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, bộ phim điện ảnh hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Phúc Châu năm 2015. Chương trình điện ảnh học đường chiếu phim lưu động nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của học sinh sinh viên thành phố, qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thanh thiếu nhi thông qua những câu chuyện ý nghĩa và gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập hãng phim trẻ, ngày 1 tháng 3 năm 1991, ngày 1 tháng 3 năm 2016. Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thi tiếng hát thanh niên công nhân khối doanh nghiệp năm 2016. Hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi có 28 đội và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trong khối. Hội thi diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam được dàn dựng công phu hoành tráng. Hội thi chính là dịp để đoàn viên thanh niên công nhân trong khối tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh trong đoàn viên thanh niên trong khối.
Đoàn viên hội viên thanh niên thành phố đã ra quân khởi động tháng thanh niên năm 2016 vào sáng ngày 28 tháng 2 với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa và thiết thực thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên thành phố. Quang Quý mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của ban biên tập truyền hình thanh niên. Hơn 20 cơ sở đoàn đã đồng loạt ra quân bắt đầu thực hiện các hoạt động tình nguyện với những nội dung thiết thực gắn với chủ đề chung sức trẻ tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Năm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động tập trung thực hiện các nội dung hoạt động tháng thanh niên tại địa bàn dân cư. Theo đó, mỗi quận huyện đoàn và tương đương, đoàn cơ sở trực thuộc thành đoàn đăng ký và khởi động thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên của đơn vị trong năm 2016, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hoặc đồng hành giúp thanh niên tại địa phương đơn vị. Tổ chức các hoạt động gắn với thực hiện chương trình công viên không rác, công sở văn minh sạch đẹp, cổng trường sạch đẹp an toàn, ký túc xá văn minh tự quản. Tiếp tục đăng ký xây dựng tuyến hẻm văn minh sạch đẹp an toàn. Ra quân cải tạo các tuyến kênh ô nhiễm, khơi thông dòng chảy, giải tỏa các tụ điểm rác ô nhiễm. Tổ chức trồng cây xanh và tiến hành rà soát, kiểm tra và có giải pháp phối hợp bảo vệ chăm sóc các cây xanh đã trồng. Tổ chức hoạt động tuyên truyền về văn hóa khi tham gia giao thông cho thanh thiếu nhi. Duy trì các đội hình xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vận động đoàn viên thanh niên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta tập trung trong tháng thanh niên đó là những hoạt động nó cũng mang tính chất duy trì thường xuyên của thành đoàn, đó là những hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt là trong cái tháng thanh niên này thì chúng ta có 3 cái nội dung mà chúng ta sẽ chính thức khởi động. Một đó là tiếp tục cái cải thiện môi trường các cái tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố. Hai là chúng ta sẽ khởi động cái công trình đi lại cái hệ thống điện cho các cái hộ dân nghèo trên địa bàn thành phố. Và đặc biệt năm nay thì ngoài cái đi lại hệ thống điện cho các dân nghèo thì chúng ta có đi lại cái hệ thống điện tại các cái chung cư. Hay cái trọng tâm thứ ba đó là chúng ta sẽ có lắp đặt cái đồng hồ nước miễn phí cho các cái hộ dân ở trên địa bàn thành phố, rồi tuyên truyền để hạn chế sử dụng nước ngầm. Thì đây là những cái mảng về mặt phong trào mà chúng ta sẽ triển khai. Bên cạnh đó thì có rất nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, rồi chương trình của kỷ niệm 85 năm và cái mảng công tác xây dựng đoàn, làm sao tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên đến với tổ chức đoàn nhân cái dịp tháng 3. Với phương châm hoạt động có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tập trung vào các công trình phần việc gắn với chủ đề tháng thanh niên năm 2016. Trong lễ ra quân tháng thanh niên, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở đoàn triển khai các đội hình tình nguyện cấp thành như đội hình tình nguyện sửa chữa điện cho hộ nghèo, đội hình tình nguyện lắp đặt đồng hồ nước cho hộ nghèo, đội hình tình nguyện tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, đội hình tình nguyện phản ứng nhanh điều phối giao thông, sơ cấp cứu tai nạn giao thông, đội hình tình nguyện xây dựng công viên không rác tại 5 công viên, đội hình tình nguyện tiếp sức người bệnh tại 7 bệnh viện. Tháng thanh niên năm 2016 là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên, đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Là một sinh viên thì các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là hoạt động tình nguyện gắn bó với tháng thanh niên này để làm đẹp cho cái quê hương thành phố Hồ Chí Minh, thì bản thân em cảm thấy rất là tự hào. Mặc dù từ sáng giờ tụi em hoạt động rất là nhiều, rất là mệt, nhưng mà cảm thấy rất là vui và bổ ích cho cái chuyến hoạt động ngày hôm nay. Tiếp nối truyền thống anh hùng dựng xây và phát triển đất nước, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân thông qua việc thực hiện những công trình phần việc cụ thể thiết thực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà tuổi trẻ thành phố muốn báo công với đảng và dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tổ chức đoàn và góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, chung sức trẻ tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Được triển khai thực hiện đầu tiên vào năm 1996 tại quận Phú Nhuận, từ sáng kiến của Ban Thường vụ quận đoàn, đến nay, mô hình hội trại tổng quân đã lan rộng ra toàn thành và tạo được ấn tượng tốt đối với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được sự đồng tình và ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và của toàn xã hội. Hội trại tổng quân ra đời với mong muốn tiếp lửa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.
đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo sự gắn kết chia sẻ giữa thanh niên địa phương với thanh niên trúng tuyển. Hội Già Đồng Quân của năm 2016 của quận 5 năm nay tổ chức với cái mục đích là giáo dục về truyền thống về của Việt Nam, của dân tộc, của quân đội, nhân dân Việt Nam cũng như là lực lượng vũ trang Việt Nam. Đến với hội chạy hôm nay thì đối với các bạn với cái phương châm là thiết thực, hiệu quả và giáo dục cao. Hội chạy thì được thiết kế nhiều cái nội dung như là tổ chức hội thi tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung được thực hiện với lồng ghép với các nội dung như là trắc nghiệm kiến thức về các cái hoạt động liên quan tới thanh niên trong thi hành nghĩa vụ quân sự. Cái thứ hai là đối với hội chạy này thì các bạn cũng được giao lưu văn hóa văn nghệ với các cái ca khúc ca ngợi về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ca ngợi về truyền thống đảng, truyền thống quê hương đất nước Việt Nam. Đây cũng hội chạy Đồng Quân thì cũng là một cái cơ hội để các tổ chức đảng, đoàn thể chăm lo hậu phương quân đội cho các bạn thanh niên nhập ngũ. Như đã trở thành một nét đẹp của tuổi trẻ, đó là tinh thần tình nguyện đi đến đâu và bất cứ nơi nào khi Tổ quốc cần. Trong những ngày đầu năm mới, hàng nghìn bạn trẻ của thành phố đã gác lại công việc cá nhân, gia đình, bạn bè để lên đường thi hành nghĩa vụ thiêng liêng của người thanh niên đối với Tổ quốc. Nhìn những bạn trẻ của thành phố đang chuẩn bị nhập ngũ năm nay, chúng ta thấy được niềm vui, thấy được sự háo hức trên từng gương mặt họ. Bởi nhập ngũ là dịp để rèn luyện, học hỏi và trưởng thành. Dù vất vả nhưng là cơ hội để khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật và ý chí vươn lên, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Hội trại được triển khai một ngày trước lễ giao quân và được ban tổ chức thiết kế nhiều nội dung đa dạng như tổ chức các trò chơi vận động, tổ chức sinh nhật cho các bạn tân binh, hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và luật nghĩa vụ quân sự, giao lưu với các cô chú, cựu chiến binh, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và đêm lửa truyền thống. Qua những hoạt động trong ngày hội, các bạn tân binh thấy mình được quan tâm và như được tiếp thêm lửa nhiệt huyết trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Hội chạy hôm nay đem đến không khí rất là vui. Các bạn đoàn viên, các bạn thanh niên đều đến đây để cùng vui chơi với tụi em một đêm để ngày mai động viên các em, khuyến khích các em để ngày mai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hôm nay thì quận lần 5 cũng đã tổ chức cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ một cái chạy tổng quân, hội chạy tổng quân này để cho tất cả các bạn thanh niên chuẩn bị nhận nhiệm vụ và cũng như là các bạn thanh niên của quận lần 5 gặp nhau để giao lưu, gặp gỡ, để truyền lửa, nhiệt huyết để cho các bạn thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ như em có một cái tinh thần thoải mái, quyết tâm để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Tổ quốc giao cho. Ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, giáo dục tư tưởng chính trị để giúp các bạn vững niềm tin, yên tâm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, thì đối với những gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự gặp khó khăn, chính quyền và tổ chức đoàn còn tặng hàng trăm sổ tiết kiệm vì người bạn tòng quân. Cũng nhờ làm tốt công tác này mà nhiều năm qua, số thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của toàn thành phố luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi trúng tuyển, luôn đảm bảo. Trong đợt giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2016, toàn thành phố đã có hơn 4.800 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Hậu phương của những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ là người mẹ, người cha, những người thương yêu chan chứa niềm tin và hy vọng vào sự trưởng thành của người con, người thân. Không chỉ có gia đình mà toàn xã hội luôn đặt niềm tin và tự hào về họ. Những tân binh đang và sẽ phấn đấu rèn luyện mình để xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, trở thành những người con ưu tú của thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, có được một phương tiện làm kinh tế, tăng thêm thu nhập và chăm lo cho cuộc sống của mình và gia đình là ước mơ của nhiều bạn thanh niên. Hơn một năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 đã đến từng hộ gia đình của các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trao các phương tiện làm kinh tế giúp các bạn ổn định cuộc sống của mình. Căn nhà nhỏ xuống cấp trầm trọng như thế này là nơi sinh sống của gia đình bạn Ngô Nghĩa Tài ở đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, với 6 thành viên. Cả gia đình không ai có công việc ổn định. Đã vậy, 5 thành viên trong gia đình còn mắc chứng bệnh bong võng mạc, thị lực ngày càng kém nên không thể làm thêm công việc khác. Từ khi được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 hỗ trợ một xe nước mía đặt ngay trước nhà, cuộc sống của gia đình Tài được cải thiện nhiều hơn, không còn lo thiếu thốn như trước đây nữa. Trước đây có hỗ trợ thì nó cuộc sống khó khăn hơn.
Em lúc đó em cũng phải đi làm nữa, đi làm nhưng mà cũng khó khăn, làm mỗi một chỗ làm có cũng khoảng một tuần tuần mấy, người ta cũng cho mình nghỉ, tại vì sao, mắt của mình yếu mà mình làm đủ được gì đâu. Bên thanh niên của quỹ ban dựng lộn chiếc xe nước mía cho hai chị gái buôn bán dùng, cũng cải thiện được khá nhiều. Chị Quỳnh Thị Ngọc Yến, nhân vật mà chương trình truyền hình Thanh Niên đã giới thiệu đến quý vị trong phóng sự Hành trình niềm tin với nghị lực phi thường, vượt lên khó khăn, làm lại cuộc đời và giúp đỡ những người lầm lỡ, cũng nhận được một bộ bơm vá xe do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 trao tặng. Chồng chạy xe ôm, thu nhập không ổn định. Từ khi nhận được hỗ trợ của chương trình, thu nhập của gia đình chị tăng nhiều hơn, ổn định hơn. Chị cũng có thêm động lực để tiếp tục thực hiện công việc hỗ trợ cho các đối tượng lầm lỡ, vượt lên mặc cảm, làm lại cuộc sống của mình. Từ ngày nhận được cái phần quà mà của thanh niên đoàn quận 6 trao tặng cho hai đứa tôi để mưu sinh, thì rằng món quà này tôi không biết đối với mọi người lớn hay nhỏ, nhưng mà đối với tôi nó rất là đem lại cho tôi một cái niềm vui và một cái cuộc sống ổn định hơn. Thay vì hỗ trợ hàng tháng cho các bạn thanh niên có gia đình là các hộ cận nghèo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 đã đến từng nhà cùng ngồi lại với các bạn và tìm ra những công việc, trao tặng các phương tiện giúp các bạn tự tạo nên thu nhập bằng chính sức lao động của mình. Đi khảo sát thực tế thì thấy là cái việc là mình hỗ trợ cái phương tiện mưu sinh cho các bạn là thiết thực hơn. Các bạn có được một cái phương tiện để là kiếm sống hàng ngày, để tạo ra được cái đồng tiền. Thay vì là sử dụng cái nguồn tiền mà mình hỗ trợ thì đến một thời gian nào đó nó cũng hết. Được triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, mô hình phương tiện hỗ trợ thanh niên làm kinh tế đã hỗ trợ cho 10 bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có thêm công cụ mưu sinh. Mô hình chính là một trong những hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 6 thực hiện. Hiệu quả thiết thực của mô hình mang lại đã thể hiện rõ nét hơn vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành và giúp đỡ các bạn thanh niên còn khó khăn trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 1 tháng 3 năm 1906, 1 tháng 3 năm 2016, tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự thuộc Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu có tựa đề Thủ tướng Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi. Phim có độ dài 25 phút kể về chi tiết cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với quê hương Quảng Ngãi. Đây là bộ phim nêu bật chân dung vị lãnh đạo tài ba, mẫu mực cũng như tình cảm dạt dào của Bác Đồng đối với quê hương. Ban Thường vụ Thành đoàn mời các cơ sở đoàn và các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên cùng tham gia tìm hiểu về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bằng cách tải về và xem tại địa chỉ ftb113.160.244.44. Sau đó đăng nhập với tên người dùng là Quảng Ngãi, mật khẩu cũng là Quảng Ngãi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc 21 giờ 10 phút tối thứ hai trên HTV9 và 7 giờ sáng thứ ba trên HTV7. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi thư về địa chỉ ban biên tập truyền hình thanh niên, số 1 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, số điện thoại liên lạc 0838 298 669. Còn bây giờ, Quang Quý và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.